Chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Ngày hôm nay em test bao gồm 10 mạch âm sắc 12V đôi V1. Và giá bán hiện tại bên em đang bán là 120k cho một mạch. Nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng xin hãy truy cập vào linh kiện 789.vn hoặc gọi điện thoại qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Vâng, và nếu và khi các bạn mua hàng sẽ có bao gồm những thứ như sau. Thứ nhất, một mạch âm sắc 12V đôi V1 và 4 nút vặn đi kèm và một dây jack kết nối tín hiệu. Và bây giờ em đang kết nối với một mạch 840W V1. Em test mạch. Và bây giờ em sẽ test mạch đầu tiên. Đó là từ A11 đến A20. Đầu tiên sẽ là âm lượng tổng. Nút thứ hai sẽ là bass. Nút thứ ba sẽ là trung. Nút thứ tư sẽ là chắc. Xin lỗi các bạn, đang có quảng cáo. Ok, và như vậy mạch đầu tiên nó hoạt động rất tốt. Em sẽ lấy mạch tiếp theo. Mạch này là dùng nguồn đôi ạ, 12V đôi. Không thể thay. Từ mưa trăng tầng, đến với gió rơi yêu thương âm xa. Khi em hình,
Vâng, và như vậy là mạch thứ hai đã hoạt động rất tốt. Em sẽ lấy mạch số 3. Và như vậy mạch hoạt động rất ok. Vâng, và như vậy là mạch đã hoạt động rất ổn định. No, no, no.
Vâng, và như vậy mạch ổn định, rất ổn định ạ. Và như vậy mạch đã hoạt động rất ổn định ạ. Vâng, vào ok mạch như vậy hoạt động rất ổn định nhỉ. Thank you.
và như vậy là mạch hoạt động rất ổn định. Video nhiều quảng cáo quá, xin lỗi các bạn. Mạch đã chạy rất tốt. Mày hoạt động rất tốt. Ok, như vậy ngày hôm nay em đã test bao gồm 10 mạch 12V đôi âm sắc V1 đã hoạt động rất tốt. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chúc các bạn luôn may mắn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.